Quá bất ngờ Nhi khờ vì quá thương mấy chú cúng, quả tấm hình của hai vợ chồng để kế bên cho mấy con cúng nhìn chơi đó mà. Sao mà để ba cái luôn kìa. Rồi Vinh mến chào quý cô chú anh chị nha. Rồi quay lại chỗ của chị Nhi với anh Kiệt nữa nè. Hôm hai vợ chồng đi mò ở đây hả? Mò chứ nó mò. Hôm nay là mò thấy chị Nhi là ồ cái chảo bữa nay sạch quá ta. Ồ cái chảo bữa nay nhìn bóng hen. Bóng hơn mặt mày không? Bóng thấy bóng không bóng hơn luôn rồi đó. Ồ cái thật mà như mà trà của chị Nhi bây giờ cũng điêu luyện hen. Ừ. Ồ dẻm mòn nào nấy bành bành mà để mò luộc lên là cho chị Nhi á gì cho anh Kiệt ăn hả? Trời ơi. Trời ơi, cái chảo này mà anh Kiệt mà anh húp một cái ha, trời ơi, đã. Anh Kiệt. Cái nồi gì mà thơm phức vậy trời. Tội là tờ cái này mà thơm. Em nghe thơm phức nước mũi thèm chảy nước miếng luôn. Cái gì? Cái quà xíu quậy. Cái quà xíu quậy. Ủa sao giống quá vậy? Hình như có con nó nằm ở trên đó kìa, đã quay vô cái nhà mình coi, đã có con nằm trên đó cũng tên là gì, Hoàng Siêu Quậy nữa đó. Đó có, nó tên là bé lang thang. À. Tại vì nó đi lang thang ngoài đường lộ rồi đem nó về. Cái gì cái nó thở gì vậy? Thở chó. Nó vô review đi. Mới lần đầu tiên gặp thở chó nữa. Quay lại. Quay mặt qua đây coi. Tôi là tao đang làm cái này ngồi cứ đi luôn á. Quay ngược qua như nè. Vậy đó. Làm gì trời? Trời coi nha. Trời ơi, coi bả làm nũng nè. Trời đó, nó thổi hào gà ra không vậy? Quay ngược qua đây đi chị Nhi. Quay ngược qua đây nè. Ngon không ta? Đây có chim chép nè trời. Thử gì trời. Bắt đầu hả? Dưới kinh đó. Thấy trời. Thử lừ luôn. Thử lừ luôn. Con nào con nấy là cờ dài dài không nữa hen. Dài. Có niêm nếm là kia kêu anh Kiệt xuống là anh húp thử niêm gia vị chưa? Kiệt ngồi trên ăn gì ta? Cỡ cái này có cho ba chồng gì ăn không chị Nhi? Ba chồng không ăn. Gì hả? Vì ba chồng không ăn ăn gì? Không ăn cơm với cá thịt đâu. Chứ con này không ăn ha. Ừ. Ba chồng không thích ăn dẹm nha. Bữa nay không có đem con cá lóc cho bác qua cho nó, không có cá chơi chứ. Ông nói thấy là tại tao đâu biết ông thấy là tao nói thằng nào chơi mất dạy gì trời 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 ba chồng thấy mất dâu con mà kêu gì thua rồi quay qua nó mấy người... bạn nói là chú Minh là nó giả ta đâu biết đâu người ta cũng phải coi là ai chọi xuống chứ chưa chân thằng nào chọi quay lại lấy thấy thằng cha chồng hả đi cha chồng luôn gì xưa giờ mà bữa nay anh Kiệt làm được cuốc xe không anh Kiệt? Rồi lắc đầu nữa rồi. Bữa nay chị vô gặp thăm lại chị Nhi mấy ngày không vô thăm chị này thấy chị cũng quét dọn sạch sẽ bóng lưỡng luôn nha quý vị ơi. Nó thấy chưa? Quét dọn luôn ha. Từ từ người ta cũng gọn gàng chứ. Anh Kiệt làm cái mình đó nào chị? Đâu coi đây, thấy gì không? Gì? Cái mình đó. Ừ thấy. Ừ đúng rồi bữa nay lên con mà. Tấm hình kìa. Hình gì vậy? Đâu quay lại cái anh Kiệt. Cầm tấm hình lên quay qua đây cái ai? Làm gì? Quay em coi. Coi cái không được gì trời. Xuất sắc mười mười điểm không có nhân ai cái tấm hình nó sao sao á ta ơi giống à cái gì giống y gan luôn á trời anh Kiệt ơi ê anh đưa cho em tấm hình đó rồi mày ấy mày nói mày đưa lên bảng hả không có tào lao ý là tao nói tấm hình nó đẹp để truyền qua các ai xuất sắc đưa đưa cái ăn bạn trời mượn coi tấm hình coi trời ơi qua lấy luôn cây ờ đúng rồi qua lấy luôn cây sở khanh hình nó trong điện thoại á tới công chuyện luôn tới công chuyện luôn quá trời xuất sắc luôn lấy qua đây luôn ờ trời ơi trời ơi coi tấm hình nè trời ơi chuẩn bị hả trời ơi cái tấm hình nè chuẩn bị luôn thời tới luôn rồi chuẩn bị không ơi cái khung thì trắng mà tự nhiên nó có cái viền đen quá trời luôn tới đây luôn lại lên ai ai đưa quay bóng mặt cái coi quay bóng mặt cái coi quay bóng mặt qua đây coi trời ơi cầm tấm hình đi y gan luôn đó bà ơi đẹp trai nói không đẹp đâu đúng không đẹp chứ ừ mà sao tấm hình trong này nhìn ông Kiệt thấy ổng cũng đẹp mà sao nhìn ngoài sao nhìn ổng
không, hai chồng vô đây xuất sắc luôn. Ừ, sao trong đẹp ở trong cái tấm hình lại đẹp, mình nói là nói thật lòng luôn á, chứ không phải là nói gì. Chụp hình trong điện thoại rồi lấy ra. Ấy nhưng mà trong cái tấm hình này gọi là ăn ăn năng sáng hối gì á. Nhìn ghê luôn á. Đúng không, đúng không? Ừ. Đúng không? Nhìn kỹ đi, trong này nhìn thấy hiền hậu kia không? Quý khán thính giả thì sau một thời gian thì Nhi với Kiệt cũng đã chụp được một tấm hình kỷ niệm. Nó nhìn thấy không? Xuất sắc. Một cái điểm nữa nè. Cái mít, cái mít cầu viên luôn. Cái đó là chị chụp mình là lấy điện thoại á, bút á. Đâu cũng bút á. Trời ơi lại. Xong để lên cái bàn, để lên đầu giường kỳ vậy trời. Để lên cái bàn á. Để lên cái bàn coi anh. Có cái bàn ông ơi. Vậy thì lên ái bên đi, vòng vòng chung vô. Bàn đó ấp xuống anh đừng có dựng đứng lên. Ừ. Ta đãi cái bên đi, có chỗ cũng đẹp không? Mình vừa ý là bây giờ mình để lên cái bàn đi, mình quay cái mặt của tấm hình đó đi vô cái hình của mấy con chó vậy nha. Cái đầu là như nó có nhớ, nó nhìn vô tấm hình nó cũng được đúng không? Gửi lấy liền phải không? Không có. Đúng đâu gấp gấp rồi gửi lấy liền không? Ừ, sau ngoài này thì nhìn thấy nó không được trắng mà vô tấm hình nó trắng dữ không? Nhà chứ phải lấy liền gấp như kia đâu hai. Đâu hình đó là dạng hình rửa gấp lấy liền mà phải trời nghe. Ơi rửa lấy liền, rửa gấp lấy liền. Chị Nhi với anh Kiệt rất là gấp đem chi để đẩy lên trên bàn ngắm chứ hình đó rửa có mấy trăm ngàn tại quen biết người ta thấy hai chồng mấy cái gì không biết sợ không không đẹp ha. Rồi trên đây bà con cô bác quý khán thính giả này có ai ăn mà con dẹp bông ngon quá trời luôn nè, chị Nhi xếp cho người vài con ăn lấy thảo đó. Con nào cũng lấy chà bá luôn. Ừ. Mày coi nè, tao không nổi cái luôn à. Anh Kiệt mà lo mà ăn. Trời ơi, thời tới. Ừ, thời tới cả không nổi. Ừ. Trứng cút hay gì mà che ông bọc với chị? Hay chị cho nước? Dạ, đầu nữa. Thấy đầy đủ hết. Chị ỉ hay gì mà, bọc trắng trắng chị ỉ hay gì á. Đầu lao. Ừ. À. Cà pháo. Trời ơi, em tưởng là chị ỉ. Thằng này ăn thì chị ỉ mà. Để bữa nay đi qua vô quay coi, bữa nay mới quạ thêm tấm hình một của con cúng nữa nè. Đúng rồi. Bữa nay mới quạ thêm tấm hình của con cúng nữa nè. Bữa nay quạ thêm tấm hình của con cúng nữa nè. Cái này ngang nếu mà cái tấm hình này nè người ta đẹp đúng không? Trời ơi. Đây nè. Ta đâu có chết đâu. Đầu lao ai nói gì không nội. Ý là anh nè, anh đặt gì nè, nếu mà như ba con đúng không nào mà nó thương anh á là anh đã để gì nè, anh để quay ngược lại cho nó nhìn. Đúng rồi. Mình để quay ngược gì nè cho nó nhìn. Nó là nó nữa nó không có cái đi kiếm hai chồng anh đúng không? Nó ta để gần gần còn không mình chơi đối diện nó gì hay luôn nè. Để đầu kia. Ta để ở đây cũng được nè. Mắt nhìn thấy nó đẹp cái gì nhi. Xích ra. Đó, gì đó. Thử nha hả? Vậy. Cho thử nha. Vậy. Thử gì? Để anh bạn đâu hỏi nha. Chứ cái bên này thì khó để anh để ngay góc chỗ đó nó gọn không? Đúng đẹp luôn. Khán giả xem thấy hợp không? Khán giả. Thấy hợp không? Nó. Ê, ba bình luôn thấy không? Ok, để bà cứ suy nghĩ xấu mang tôi nè, trên bàn nó khác, còn cái này là nằm ở trên cái giường. Đúng không? Nó nằm trên cái giường. Sao bà để ba cái luôn kìa? Ba cái luôn hả? Ừ. Ba cái chung luôn. Ba cái chung luôn. Sao anh Kiệt, anh có cảm nghĩ gì anh nói kênh Kiệt? Ba chung ba. Dạ. Ai à? Ai à? Đúng rồi. Em quay vị trí anh ơi. Em quay vị trí. Đuổi giùm đi cán bộ ơi. Quay vị trí anh ơi. Đâu có gì đâu anh. Trật tự. À dạ vậy. Vui bao vui luôn chứ không có vụ mắc trật tự anh ơi. Trời ơi. Dạ cảm ơn anh nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi anh đi về đi. Trời ơi. Thấy không? Thấy tôi đặt. Ê bà Nhi, bà thấy tôi đặt cái góc hình này đẹp không chị Nhi? Chị Nhi ơi. Anh thấy không đẹp không? Đẹp không? Bao đẹp luôn. Chỉnh vô giữa ơi, chỉnh vô giữa được. Cái gì? Chỉnh vô giữa vậy. Chỉnh vô giữa ơi. Anh trai gì đó được cái giờ ngủ đó lại đây ngồi em xem luôn. Trời ơi. Ghé thăm gia đình chị Nhi, nói chung là tâm trạng ai cũng vui vẻ phấn khởi chứ nha. Ừ. Vui vẻ luôn. Tôi mới thấy này nè. Thấy gì thấy gì? Sao trên đây có chiếc trái cà héo vô chị Nhi? Đâu? Kìa. Đâu? Cà này làm gì trong trên mùng trời. Ai em đưa đó dùng Kiệt đưa cái bình dầu đó coi. Cái cà kìa. Đâu? Cà nó giòn á. Dì ba. Dì ba. Dầu cho nó đây cho nó uống nước dầu. Cái cà có chị Nhi á chị Nhi. Gì vậy bà Nhi? Cái chai cà của bà gì vậy? Ờ của tao đó. Gì mà xài xài cái gì mà đâu mà để chai cà mà nó héo tới cỡ này mà nó cứ ngắt như vậy. Trời ơi chai cà gì vừa lửa chai cà đâu bự dữ hả? Tao có xài hàng độc. Làm riết dập chưa?
Trời ơi, có kìa. Trời ơi, có trái cà nè. Úi, úi, trời ơi. Ôi. Mắm để trên rồi kìa. Ờ, đâu có gì nữa. Mắm kìa. Đâu? Ủa, ai ai tối tối là vừa ăn mắm luôn hả? Ủa, ăn mắm luôn. Là chay vô hay sao? Chứ mình quay Chị Nhi làm mắm thật đi. Rồi, rồi. Giải trí nó giờ. Cười lên đi cho con người thoải mái, cười lên đi cho thoải mái con người. Cười mạnh lên chút cười chà bá lên. Ừ đúng rồi, trời ơi rang luôn á trời. Sao lúc đó tao lựa tấm hình á, cái khẩu hình nó vậy á, tao họa hình lên nó đẹp lắm. Tôi xin tấm gì tôi dán chứ ở trước cửa cho mày dán mày dán đổ thùng gạo mày á. Không thôi mình chơi mình dán lại cái cột điện á. Vì cái chữ mà cái gì mà hút gì đó phải không? Mà có cột điện mình tránh lại gần á. Ý là mình dán kế cái chỗ mà cái tấm mà nó hay người ta để chữ hút gì đó. Dán cột điện có gì? Chị Nhi đang nay nấu món gì mình thấy chị làm đủ khủ hấp dẫn quá chị. Ghê trời. Ghê không? Nói chị Nhi bữa nay ẩm thực là đồ ăn này kia có anh Sở Khanh nè. Khen là hấp dẫn. Có anh Khanh dám khen mà chứ không mà dám khen. Đúng không? Đấy, anh Sở Khanh mà khen rồi là thứ gì mà chịu nói. Cái đó mình cho nó khô luôn hay gì chị Nhi? Cái đó. Nó khô xong rồi lấy nó xong rồi đắp lên mặt Hoàng với Huyền Vinh. Mát nè. Ê, sao mà không lấy cái muỗng kia mà lấy muỗng nó hồi quéo quá. Mấy này cô Dung với chúng mình, gia đình mình có ăn cơm chung đồ không? Không. Rồi sao vậy? Sao nói chứ gia đình không có 4 người người ta rủ qua cho có cha mẹ ăn cơm chung cho nó vui vẻ chứ. Có gì thôi bón gì bác thích thì cài lấy giùm đôi đũa trên đó có bọc đũa đó. Hai vợ chồng ở chung hả? Để cô chú cũng lớn tuổi rồi, bắt ổng bác ở riêng, mình cũng tội nghiệp. Ai nói tôi bắt tại nói chuyện vậy qua cho tôi nha. À, có bắt tại riêng không? Tôi bắt ở riêng là sao? À, không có thôi, làm gì căng như vậy. Ừ. Ừ. Đúng không? Đánh nó mặt dài vậy đó. Ê, được. Không có lần cự à. Rồi vậy chị Nhi nói lại coi. 2, 3. Có riêng không? Nhỏ nhẹ nghe. Có ở riêng. Có ở riêng thôi, nhưng mà không có bắt ở riêng. À, ai biết lúc đó tao nói lộn. Ép rồi hả? Người ta kia nói không nói đâu. Nói cái miệng ổng gối kìa. Ổng lẹ kìa. Làm đi chơi. Ừ, mà này chú nhiều chuyện. Không ai nhiều chuyện bằng bả này. Trong đời nào giờ mới gặp. Trả lời. Đừng nói nhiều. Cái giò đó ngào đường đi. Ngào đường ngon lắm. Thiệt. Ngào đường ăn với cơm chán lạnh ngon lắm. Trời, tao có người hướng dẫn luôn mà vừa làm. Bởi vì tao nói lì. Đó thì chị có ăn mứt cá chê chưa? Đó. Biết chưa? Biết món đó không? Làm để ta để dành một buồn không biết ăn. Thì người ta chỉ làm theo mà thưởng thức làm theo hả? Ừ. Cái giò ngào đường có chơi mất có chơi mà vậy có lao cột điện chưa mày có lao chưa cái gì ông nội tôi lao gì được má tao lao cái lấy cái đồ rẻ ra lao được rồi. Ừ có nhiêu đó cũng không biết nữa. Anh nói chuyện với nó anh đừng có suy nghĩ sâu quá. Để cho Vinh lao sàng sàng được rồi. Có gì thì cầm tù lao đi ra ngoài cục điện nó lao thôi. Để tôi lao. Ê, có thể còn xa kìa cái chút xíu được không? Tao là tao không có. Cái giò đang dương hả? Ờ. Lấy giờ ông Kiệt là gọi là cái giò ông hơi dành dảnh ngón. Tao là tao không có bảo kê cái vụ đó kìa. Người ta nói bè vậy tôi không có nói. Nè, không có nói con nói đâu. Em không có nói nào. Nè. Có sách má có trứng từ từ má ơi má nè. Ơi nè dắp cái cây cái đổ trơn luôn nè. Nè chuẩn bị nè 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 dắp cái cây cái đổ trơn nè. Làm gì sáng giờ vui lắm cười hoài chứ nhỉ tối rồi à, lên bờ xuống ruộng chứ kiệt chứ lắm hả anh ơi lướt sóng anh thải thêm cái chai đi